Vincom Plaza, trung tâm thương mại 3 tầng. Trung tâm thành phố luôn. Rất là phẳng quát. Trước đây khu vực này thì nó là một cái hồ và nó là khu vui chơi của trẻ con. Sau đấy thì tập đoàn Vingroup đầu tư và xây dựng lên thành một trung tâm thương mại, khu nhà ở phức hợp. Đây là khu tầng hầm. Vincom đi lên tầng 1 đó. Bộ nó khỏe người phần diện bụng. Đây là tầng 1 đây. Giữa sảnh là ô tô VinFast. Liệt tinh thần Việt Nam, khẩu hiệu rất là tự hào dân tộc. Thương hiệu giày dép, túi sách Việt Nam. Cô này đóng cửa treo ra một quán nước. Cần cây, khu vui chơi trẻ em. Giờ này 2 giờ chiều rồi nè, không có bọn trẻ con chơi lắm. Làm quần áo blue, giờ blue thương hiệu quần áo Việt Nam. Xe điện VinFast, VinMax. Giờ blue. Bên này là gì đây? Bên này bán quần áo. Cửa hàng An Phước. Ba gì? Cái này nó đóng cửa. An Phước. Chính giữa xe ô tô của VinFast, trung tâm có 3 tầng. Nhà các bạn ở trên tầng 2 nhé. Quả cuộc sống siêu thị VinMart.
bị gì mặt khá to. Forever chuyên bán chân ga của định. Xe ô tô của VinFast, xe điện, xe máy điện Lux SA và Lux SA VinFast. Trước thì có một con VinFast Fadin ở đây nhưng mà không thấy để nữa. Rất là phẳng luôn. Đây là một cửa hàng quần áo. Quần áo của thương hiệu VTMAX. Bây giờ đang dịch dã nên là rất là nhiều cửa hàng nó phải đóng cửa. Các mọi đều lấp đầy cả. Mà giờ thì đóng cửa khá nhiều. Còn thì chi phí mặt bằng nữa mẹ không bán được hàng. Đây trước ở đây thì bán được cái thương hiệu quần áo Hàn Quốc ở đây mà có thể cũng đóng luôn, đóng cửa. Đây là bàn ghế massage thương hiệu Boss. Đó là của Vinmax. Rồi, đi mình sẽ bao Vinmax nhé. Đây. Chỗ này là phòng kiểm nghiệm. Phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Rồi đi lên xem tầng 3 xem có gì nhỉ. Rác, người nhé, phân loại rác cho đúng. Rác hữu cơ để tái chế này. Còn cái này là rác khác này. Cái ý thức của rất là nhiều người cũng mất chung mất nào. Rất là khổ cho những người lao công và những người mà phân loại rác. Chủ yếu là cái nền giáo dục của chúng ta là có vẻ đang có vấn đề về cái phần mà giáo dục con người phân loại rác. Em bé từ nhỏ cũng không được giáo dục về phân loại rác rồi. Thang máy, thang quấn, thang nó rất là nguy hiểm. Rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vì cái thang quấn này. Tầng 3 có vẻ có không? Ở đây có gà này, gà Rotime, thương hiệu đến từ Philippines. Lotte CDM là của phim. Lotte khá đông mạng phim. Mặt sàn khá là trống nhỉ. Cửa hàng bán quần đồ chơi của trẻ con, Vương quốc đồ chơi hiện tại là đóng cửa. Rất là nhiều đồ chơi ở đây, nhiều đồ chơi thật đấy, cái siêu rẻ dựa vào mình không có nhiều đồ chơi, đồ chơi này mà chơi đâu. Xe và chiếu phim mới mở cửa lại thôi. Đó, khá đông các bạn ngồi xem. Và bên này cũng là một cửa hàng khu vui chơi của trẻ con, khu vui chơi của trẻ em, nhưng mà hiện tại chỉ khá là bừa bộn mà không có nhân viên ở đây. Khu vui chơi của trẻ em. Vứt linh tinh luôn, không có ai để ý và quản lý cả. Con bé nhà mình nó cũng rất là thích lên đây chơi, chơi ở chỗ này. Còn hiện tại nhá, không có ai cả.
nó thích chơi ở chỗ này và chỗ tầng 1. Tầng 1 thì nó rộng hơn và nhiều trò chơi hơn. Trên này thì nó rất là thích chơi cái trò nấu bếp này. Chơi cái trò này, mấy cái trò này. Chơi đồ hàng và làm nấu bếp. Đây là tầng 3 và tầng cuối cùng rồi. Từ đây có thể đứng nhìn thấy toàn cảnh của trung tâm thương mại Vincom ở Tuyên Quang. Ở Tuyên Quang thì chỉ có mỗi một cái trung tâm thương mại Vincom mà là sầm uất nhất thôi. Bên này thì là thế giới ăn vặt và quà lưu niệm, một quán của Hải Yến và bên kia là thế giới trò chơi Game World. Hiện tại là 2 giờ chiều. Một anh Nhật, anh Việt Nam nhưng mặc quần áo của Nhật, thương hiệu Boss ở tầng 2 như vậy. Chuyên bán các loại máy massage, rồi bàn ghế, rồi các loại quạt làm mát, quạt điều hòa. Dưới sảnh chính giữa trung tâm thương mại nên nói với các bạn bán đồ xe điện, xe của VinFast, đoàn VinGroup rất là mạnh. Trung tâm thương mại thì là 4 tầng, 1 tầng hầm để xe và 3 tầng nổ. Đối diện là Lotte, dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim Lotte ở Tuyên Quang thì cũng bé thôi, giá vé thì cũng hợp lý hơn như các rạp chiếu phim khác của Lotte thôi. Nó vừa mới được mở cửa lại. Đây là gà giòn, Jollibee, gà giòn thương hiệu đến từ Philippines. Ở Tuyên Quang thì chỉ có Jollibee thôi. Jollibee ăn cũng được, chung là không ngon, không thể ngon bằng gà rán KFC và cũng như Lotteria. Nhưng mà ở đây thì có ăn như thế là tốt lắm rồi. Gần như là nó độc quyền rồi, độc quyền. Chú ong vui vẻ, chú ong Jolly, ong Jolly. Và cái giá, cả giá con bé ở trên này khá là đắt, thông thường hơn 30.000 một miếng cả. Nhớ là dưới Hà Nội thì KFC các thứ thường hay được giảm giá, và những ngày thứ tư hoặc thứ năm giảm giá, gà chỉ còn có 18.000 một suất thôi, một miếng thôi. Mà chất lượng gà thì ăn ngon hơn, ở đây thì nó hay bị cháy. Cái phẩm nhà anh Milan thì có thấy rất là nhiều lần họ dán, là nhân viên dán làm mà bị cháy. Trước ở đây còn bán cả kem, kem Tràng Tiền, nhưng mà phải đóng cửa. Tươi Hải Yến cơ sở 2. Cơ sở 1 của nó thì nó ở gần chỗ mà gần chợ Phan Thiết, thuộc công an thành phố. Buổi tối thì sẽ đông đúc hơn. Ban ngày khu vui chơi. Khu vui chơi. Có phải nữa. Và xem một chút là những trò gì. Chơi bóng ném bóng rổ. Rồi thì mặt nước. Đua xe này. Thủ alien. Rất nhiều trò chơi. Chơi ở nước thủ đây. Ra ok, ok massage. Người có vẻ hay thích chơi cái trò tôm cua cá, phần mặt cá, mặt cá. Quá là nhiều máy trong trường. Cho các thú.
thật là mình tốn khá là nhiều tiền rồi đấy, chơi cái trò bắt thú nhưng mà chưa bao giờ gặp được một con nào cả. Không biết các bạn thì sao nhưng mình chưa bao giờ gặp được một con thú nào cả. Khá là khó cái trò bắt thú này, khá là khó nhằn này, khó nhằn. Ở đây thì bán là 2.500 một xu. Cái trò này khá là khó nhằn, khá khoai. Thôi giờ mình xuống VinMart một tí nhé. Khá đẹp trai. Đồ đạc có những cái gì đấy? Nước giặt, nước giặt của thương hiệu VinMart. Bột giặt, giấy. Bây giờ buổi trưa rồi nên cũng không vắng người cả. Các thứ phục vụ Nivea, dầu gội đầu, đây là đồ gia dụng mà. Nồi chiên không dầu, đồ gia dụng của Nhật. Đồ của Nhật thì bền, bền và đẹp. Mẫu mã rất là đẹp, bền và chất lượng thì cực kỳ tốt. Giá cũng khá là mặn. Đồ gia dụng của Nhật. Hàng đồng giá Nhật Bản. Đồ gia dụng làm trong nhà. Nồi niêu xoong chảo đủ thứ luôn, bóng đánh chơi trẻ con, đồ gia dụng nhà bếp, khăn tắm, có một chị nhân viên đang dọn dẹp. Gấu bông, gấu bông. Đây là đồ ăn khô rồi. Đây là khoai tây chiên, sờ lai, lay. Những cái đồ thương hiệu nước ngoài này. Chọn đọc của tên là gì? Mắc bim que của Thái, đậu phộng này. Đây là một số bánh kẹo. Bây giờ bánh kẹo khá là nhiều. Hôm nay mà bé Súp mà đi thì chắc là chỉ có xông vào những chỗ này thôi. Chỗ này trứng khủng long, bim bim, quá trời bim bim, đủ các loại thương hiệu trong nước rồi nước ngoài, bim bim hàng, đây, bia rồi.
cho một ít sữa này. Nhìn mặt nó khá là ngu à. Sữa này, sữa thì bán đồ khô. Đây là loại sữa hộp. Bên này là gian hàng lạnh rồi. Sữa đồ khô. Mì tôm. Đủ các loại mì luôn. Mì spaghetti à, mì sợi, nui, mì sợi lớn, cháo tươi, khu đây là nào, khu vui chơi của trẻ con này, nóng đổ của trẻ con. Rất là nhiều hàng hóa. Thật sự vào đây thì không biết chọn cái gì nữa. Bắt đầu rất là nhiều thứ để muốn mua. Mua một ít sữa chua đi, sữa chua tốt cho sức khỏe. Nhiều quá, rất là nhiều loại. Ở đây có chỗ bán bim bim này. To chưa? Lây bên kia là hoa quả rồi. Đây là hàng đông lạnh. Bánh bao, đồ đông lạnh, cá khô, mực, trứng. Sữa này. Mua một ít beta-gen đi. Beta-gen. Sữa chua uống rất tốt cho sức khỏe. Tiếp à. Chỗ này là bán rau củ quả. Rau củ quả ở trên siêu thị nông trường của Vineco rất là sạch. Hàng khô, hạt giống. Hạt giống. Đồ khô, nấm khô. Giá viết bằng phấn à. Bằng phấn nhìn thấy giống như ngày xưa đi học này. Cái này người ta hoa quả nhập khẩu, nó là kho của họ, là kho hàng. Đây là cá tầm nhé, cá tầm, một loài vật mà nó sống từ thời nguyên thủy và từ thời tiền sử cách đây 1 triệu năm. Cá tầm, đây là cá lăng đen. Cá
daily. Tất cả bạn nào mà đang ăn theo chế độ ăn thì ăn gà rất là tốt, thịt trắng với lượng calo vừa đủ, không có mỡ. Chân gà toán đấy, chào mọi người nhé, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.